人潮来国际离合散聚人风天人去向零碎的追忆压于心上沉重的挥手却挥不走爱与伤别了后能否再遇上能为你再任何事而偏偏欠你成了日后每一夜长还是有许多虽然是离别你为下这泪痕这落痕这裂痕在我心上回头望我越流着眼泪越需装作更冷落寒冷的北风过于心上人世界将我每分分地夸着但我是迷失了路Trinh Trinh, xin lỗi tôi tới trễ. Không sao, tôi cũng vừa tới thôi. À, anh Giang đâu? Anh Giang chưa tới hả? À, cô yên tâm đi, anh đã hứa với tôi nhất định sẽ tới mà. Anh mà không tới tôi trở mặt với anh đó. Anh Giang mà đeo sẽ đẹp hơn tôi nhiều. Đâu có, anh đeo nhìn cũng đẹp lắm. Vậy sao? Vậy là 95 đồng coi như không uổng phí rồi. Chỉ có 80 đồng thôi. Sao chỉ có 80 đồng? Tôi đã mua 95 đồng đó. Là anh tự mua? Đúng vậy. Anh Giang không nói cho cô nghe sao? Lần trước tôi mượn của anh đeo nhưng mà anh nhất quyết không cho. Nhưng mà tôi thấy thích quá nên quyết định mua một cái y chang. Sau đó tôi mới biết cái nơ đó là của cô tặng cho ảnh. Trinh Trinh à, thật sự anh Giang rất quan tâm tới cô. Cô đừng có đi qua Pháp nha. Anh Lực à... Anh Giang à, thật là ngại quá. Chưa rồi đi ăn với khách cho nên là tới trễ. Anh đã ăn tối rồi hả? Tôi cũng đã ăn tối rồi. Đã nói hôm nay để tôi mời mà. Hai người lại ăn tối rồi. Thôi thì không ăn nữa. Lực à, em vẫn chưa ăn gì. Chúng tôi ngồi với em. Tôi xin lỗi, tôi có hẹn với Uông Nguyệt Kỳ nên tôi đi đây. Sao đi nhanh vậy? Ngồi thêm chút nữa đi. Để hôm khác chúng ta lại ngồi với nhau. Làm gì còn cơ hội, cô sắp đi Pháp rồi, có khi lấy chồng Pháp nữa. Chúng ta không có cơ hội gặp lại đâu. Tạm biệt, tạm biệt. Trinh Trinh, Trinh Trinh à. Anh Giang anh làm gì vậy? Em đã nói anh tới dùng cơm sao lại ăn rồi? Cô đi quên áo khoác rồi. Ah!
Anh bị chảy máu. Anh bị chảy máu rồi. À, không sao đâu, chỉ để xước thôi. Khi nào ở Thượng Hải cũng có người bị giết chết. Tôi khó mà giữ được cái mạng này. Nếu ở bên tôi sẽ khó mà vui vẻ. Tôi có rất nhiều kẻ thù. Trễ rồi, không nên về nhà một mình. Dừng xe. Trình Trình, à, tiểu thư về đâu? Tư Dinh của Phụng Kính Nghiêm. Không có bà ở bên cạnh, chuyện gì cũng phải cẩn thận, có biết không? Con biết rồi cha. Ừ. Cha, con đi. Ừ, con đi đi. Văn Cường đâu? À, anh Cường nói là không được khỏe nên không tới. Tôi tặng cho tôi là biết lên. Đúng rồi, tôi thật sự muốn đi xin. Chị Trinh à, cô nghe tôi nói đi, cô đừng trách anh Văn. Là do tôi anh không tốt, là thôi không đi, liên quan tới anh Văn, thật sự không liên quan tới ảnh mà. Trinh Trinh, có nói gì cũng vô ích thôi. Cô đừng trách ảnh mà Trinh Trinh. Trinh Trinh, Trinh Trinh. Thế đại ca, chúng ta cùng chị Trinh Trinh giữ cho chị thật căng gió nha. Được rồi. Nhưng mà tôi không biết làm. Đi tôi dậy. Trình Trình, chẳng phải anh nói anh không thích cái nơ màu này sao? Anh tin vào số mệnh, em cũng vậy. Thầy bói cũng nói số em sẽ không làm quá phụ.
Nè Tường à. Dạ. Lần này việc chọn lại Hoa Đổng tuyệt đối không để sai sót. Chuyện mà tôi dặn cậu làm, cậu đã làm chưa? Cháu gái của đại đảo tiên sinh đầy tháng, tôi đã tặng quà rồi. Còn nữa, tôi đã hẹn ngài Bia lãnh sự quán Pháp tối mai đi dùng cơm. Tốt lắm. Ông còn dặn dò gì thêm con không? Con đã về rồi. Cha. Trên cô hai. Chú Tường. Cha. Sao về nhà trễ quá vậy? Con đã đi chơi ở đâu? Con đi ăn với bạn. Là Văn Cường phải không? Cha biết rồi còn hỏi. Đi chơi có vui không? Tất nhiên là vui hơn khi đi chơi với cha. Hey, con nói thiệt đó hả? Con không nói với cha nữa, con về phòng tắm rồi đi ngủ đây. Thế nào hả Pierre tiên sinh? Món tôm của nhà hàng này có ngon không vậy? Ngon tuyệt. Cảm giác như đang trở về lại nước Pháp quê hương của mình vậy. Pierre tiên sinh, tôi nghe nói mà vợ của ông vừa từ Pháp sang Thượng Hải, chắc là náo nhiệt lắm thì phải. Cả nhà toàn là phụ nữ, phiền chết đi được. Ông có nghĩ là tìm một chỗ nào đó để cho họ ở không? Chuyện này tôi chưa nghĩ tới. Đúng rồi, ở số 18 đường Hà Phi tôi có một căn biệt thự, không biết họ có thích không. Rộng như vậy đương nhiên là họ thích rồi. Nếu như họ thích thì dọn tới đó ở đi. Ông Phùng tốt với tôi quá. Tháng sau cháu lại Hoa Đổng. Pierre tiên sinh, ông nhất định phải ủng hộ Phùng tiên sinh. Tất nhiên rồi, tôi nhất định sẽ bỏ cho Phùng tiên sinh một phiếu. Chúc cho Phùng tiên sinh trúng tuyển Hoa Đổng. Chúng ta càng ly. Càng ly. Càng ly. Càng ly. Xin lỗi, tôi xin phép đi rửa tay. Anh bạn nhỏ, em không sao chứ? Dạ không sao. Cô ấy quá xinh đẹp. Thì ra Maurice tiên sinh cũng có nghiên cứu nhiều về đồ cổ của Trung Quốc quá hả? Từ trước giờ tôi cũng thường nghiên cứu càng ly càng ly. Ê, ông chủ Du, sao trùng hợp vậy? Phùng tiên sinh, hai Pierre, ông chủ Du, tôi mời ông Maurice và ông Smith cùng dùng cơm. Ông Maurice, good morning. Pierre, xin chào. Còn ông Smith chào. Đâu? Ông vừa mới đi ra ngoài. Được rồi, không làm phiền các vị dùng cơm, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Nè, nói về bình sứ ngọc màu trắng đó, đầu tiên nó là một tửu trưởng của tộc Hồi, được dâng tặng cho hoàng đế Càn Long thời nhà Thanh. Cặp bình ngọc đó có vẻ chân dung của công chúa Hương Hương. Hoàng đế Càn Long khi vừa nhìn thấy chân dung đó liền yêu công chúa. Ông nói đi, nếu tôi mà có cặp bình đó vậy thì tuyệt quá rồi. Tôi vừa gặp một cô gái quá xinh đẹp, quá xinh đẹp. Ông Smith. Hello Smith. Quả là một cô gái rất xinh đẹp. Ông đang nói tới ai vậy? Về một cô gái đẹp đó. Là một cô gái sao? Hả? Tôi không hiểu gì hết. Không ngờ Vua Trấn Hải đã nhanh chóng lôi kéo được Đại sứ quán Mỹ và Đại sứ quán Anh. Cho dù Pierre đứng về phía chúng ta, cộng thêm một phiếu của đại đảo tiên sinh, cũng chỉ là hai phiếu đối lập. Kính Nghiêu, uống ly trà trước đi. Nè. Nếu như Vua Trấn Hải có thể làm được điều này, thì anh cũng sẽ làm được như vậy. Đúng vậy. Vẫn chưa tới hồi kết thúc thì chưa biết ai chết trước. Vua Trấn Hải, để tôi coi cậu chết thế nào trong tay tôi. Lãnh sự quán Mỹ, ông Boris muốn có cặp bình sứ ngọc đó. Tôi đã cho bên đồ cổ đi tìm rồi. Ê, ông ta đã đồng ý với chú Hải rồi, chúng ta cần gì phải tặng món quà lớn như vậy? Vào đi. Ông chủ Du, đây là sổ sách tháng này của nhà hàng chúng ta. Ông xem qua rồi ký tên dùm. Được rồi, ký xong tôi sẽ mang đến đưa cho cô. Harry, bây giờ thời gian bầu chọn Hoa Đổng không còn nhiều nữa. Cậu phải nhanh chóng nói bên đồ cổ tìm cho được cả bình ngọc đó. Chúng ta không thể để mất phiếu nào. Còn nữa, còn bên phía lãnh sự quán Pháp, chúng ta cũng cần dành chút công sức. Dạ. Yeah.
Cô Bảy à, sao tự nhiên tốt vậy, mời tôi đi ăn mì? Không có gì, có chuyện tôi muốn hỏi anh. Nè, anh có người bạn tên Cao Đồ Cổ. Ổng tên là Cao Đồ Cổ, chắc là có nhiều đồ cổ. Vậy ở chỗ của ổng có cặp bình sứ ngọc màu trắng không? Có chứ, nhưng mà cô hỏi làm gì? Tôi nghe người ta nói cặp bình ngọc này có vẻ chân dung của công chúa Hương Hương rất là đẹp. Tôi muốn được nhìn thấy một lần. Không phải rất là đẹp, mà là cực kỳ đẹp. Vậy là anh nhìn thấy rồi hả? Nó ở đâu? Thì nó ở chỗ ổng á. Ở chỗ ổng? Ừ. Chỗ Cao Đồ Cổ hả? Ừ. Ông ta ở đâu? Số 11 đường Phòng Vinh. À, con hỏi nhiều quá làm gì? Không có gì, anh đối với tôi rất tốt. Tôi mời thêm tô nữa, cho thêm một tô mì nữa. Cảm ơn. Được rồi, có liền. Thần thần bí bí, biết muốn làm gì nữa. Ăn mì nữa đi. Ông chủ vua à. Ông định đi ra ngoài hả? Cô tưởng tôi có chuyện sao? À, cặp bình sứ ngọc có vẻ chân dung công chúa Hương Hương. Tôi hỏi thăm biết nó ở đâu rồi. Vậy sao? Ừ. Còn nói là ở chỗ Phồn Vinh. Ông nhìn cái này coi, vừa chật vừa nhỏ vừa dơ dáy. Không sao đâu, từ từ tìm đi, đừng có vội. Qua bên kia coi thử. Được. Nè, cuối cùng cũng tìm được đường Phồn Vinh rồi. Ôi, cẩn thận, cẩn thận. Trời, cẩn thận chốt. Ôi, cẩn thận. Ây da. Trời, ông chủ vua, ông sao rồi? Tôi không sao, bệnh cũ tái phát thôi. Thì ngại quá, thì ngại quá. Qua bên kia. À, hai vị muốn mua gì từ từ xem ha. À, chúng tôi muốn tìm một người. Bác Cao à, người này chính là ông chủ Du Trấn Hải. Ông ấy biết bác có một cặp bình sứ ngọc màu trắng, hôm nay đặc biệt tới mua nó với giá cao. Bác à, bác cứ đòi giá cho tôi. Bình ngọc gì chứ, không có loại hàng này. Sao lại như vậy? Rõ ràng anh Đông nói ảnh có nhìn thấy nhà bác có. Anh Đông hả? Tạ Đông đó hả? Cặp bình sứ ngọc đó hả? Tôi không có bán đâu, tôi giữ nó để thưởng thức mình thôi. Bác Cao à, bác nghĩ lại đi, chúng tôi có thể mua nó với giá cao mà. Cô có trả giá cao cũng vô ích thôi, tôi không có bán mà. Hai người mua thứ khác đi. Đừng như vậy mà bác. Thôi đi, cảm ơn bác. Để tôi tìm tiếp. Ông sao vậy? Không sao. Cô lại sắc thuốc cho Du Trấn Hải hả? Đúng vậy. Bên cạnh ổng có rất nhiều người sắc thuốc cho ổng uống. Cô làm vậy để làm gì? Người ta việc cứu tôi nên mới bị thương ở lưng. Anh chưa từng nghe câu này sao? Ái nhân tư tưởng thiên niên ký. Vậy cô có cần hứa suốt đời không? Anh nói cái gì vậy? Nè, anh Đông à, tôi nhớ anh đã nói với tôi anh đã gặp cái ông Cao Đầu Cổ đó. Tôi muốn nhờ anh mở lời nói ông ta bán cho anh cặp bình sứ ngọc đó. Chắc là ổng không từ chối đâu. Thuốc trào rồi kìa. Tôi đâu có cần cặp bình sứ ngọc đó làm gì. Để giúp ông chủ du. Ông nói cái ông Merrick đó muốn có cặp bình sứ ngọc. Nếu tìm không được thì ông chủ du sẽ không lên được chức hoa đổng. Ông có làm hoa đổng hay không liên quan gì tới tôi chứ. Nè, anh làm vậy là không có nghĩa khí. Tôi không có nghĩa khí à? Được rồi, người không có nghĩa khí không có tư cách nói chuyện với tôi. Sao ông cháy khét luôn đi. Ông chủ du, uống mấy thang thuốc, lưng của ông đã đỡ nhiều hơn chưa? Khỏe hơn rất nhiều rồi. Tôi định uống hết lần này rồi, không cần uống nữa. Không được đâu, ít nhất phải uống 2 lần nữa. Ông tin tôi đi, những thứ thuốc này là những loại thuốc mộng nội tổ của tôi sáng chế ra. Các công nhân khuân hàng lúc trước, rất dễ bị trật lưng, uống vài lần là hết liền. Ông uống thêm 2 lần nữa đi. Tôn tiên sinh. Ê, Tô tiểu thơ. Tôn tiên sinh. Mang thuốc tới cho ông chủ du uống à? Đúng vậy, nhưng mà tới lúc tôi phải đi rồi, tạm biệt. Đi thông thả nghe. Tôi biết rồi. Mở cửa đi. Ngoài trời đang gió lớn, đi đường phải cẩn thận đó. Được rồi. Ông chủ du, chúc mừng anh nha. Tô cô nương là một cô gái tốt, anh đừng có bỏ lỡ đó. Cậu nói cái gì vậy? Tôi biết thế nào anh cũng nói vậy. Trong lòng của anh chỉ có một mình Cố Thanh Hoa. Tôi muốn hỏi anh, cặp bình sứ ngọc màu trắng đó có phải mua không được phải không? Tôi thấy không còn hy vọng nào nữa. Vậy về phía ông Morris thì... Cậu nghĩ giùm tôi cách khác đi. Để tôi nghĩ coi. Hmm.
Má Duyên, tôi có mua hai chân ngỗng quay, má ngửi xem có thơm không? Thơm một thiệt. Đùi con một đùi. Trời ơi, sao chỉ có hai cái đùi vậy? Còn đông thì sao? Thôi vậy tôi không ăn để dành cho cậu ấy ha. Không cần đâu. Có một số người không có nghĩa khí, ăn cho nhiều cũng đâu ít gì. Cô Sáu. Nè. Trời, cặp bình sứ ngọc này anh đã thuyết phục Cao Độ cậu bán cho anh phải không? Ông không chịu lấy tiền của tôi mà là nói tặng cho tôi. Nói thẳng một câu, người tôi giúp là cô, không phải là ông ta. Dù thế nào đi nữa, nè, mời anh ăn. Mời anh ăn hai đùi luôn. Đùi ngỗng thôi sao? Nếu vậy thì mình tới Sally ăn móng tay. Vậy thì còn được. Cô Sáu à, ăn cơm đi rồi coi tiếp. Tôi không ăn đâu, lát nữa tôi đi ra ngoài rồi. Ăn một cái đi, ăn hết đùi ngỗng rồi đi ăn móng tay. Thơm quá. Ông già đó sẽ là chịu dừng cặp bình này cho chúng ta vậy? Ông đừng hỏi nữa, dù gì cũng có cách rồi. Tốn bao nhiêu tiền tôi trả lại cho cô? Không tốn một đồng xu. Sao lại như vậy được? Bây giờ cặp bình này là của ông, ông thích như thế nào thì cứ làm. Rất cảm ơn vì cô đã giúp tôi. Đừng có sáo như vậy, chỉ là tiện tay thôi mà. Tôi ra ngoài trước đi. Cô Bảy à, tối nay cô rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn tối. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Ông đừng khách sáo như vậy. Món quà hay là món tay? Món tay. Má Dương. Má Dương. Cái tóc này đẹp không hả? Đẹp lắm. Tự nhiên làm đẹp dữ vậy, bộ đón Tết hả? Bộ Tết mới được gội đầu làm tóc sao? Anh có biết tối nay tôi sẽ đi ăn món tay đó. Tôi đã mua hai cái đầm. Anh cho tôi ý kiến đi, coi thử cái nào được. Anh chấm cái nào vậy? Cái nào cũng đẹp hết. Anh nói cũng như không. Chọn cái nào cái... hả? Chọn cái này. Cái này màu sắc rất là đẹp đó. Nhưng mà tôi thích màu đen hơn. Nếu cô thích màu trời đen. Trời ơi, mặc sao màu đen vậy đi. Mới về đã cãi nhau nữa rồi. Má Dương, bây giờ má tìm cho con một đôi giày màu đen con thích nhất. Chùi sạch cho con. Gặp ai mà căng thẳng dữ vậy? Nhanh lên đi. Được rồi, được rồi, mặc con ghê nha. Vậy Tôi đi đây. Mình cũng phải mặc đồ tây mới được. Cảm ơn anh. Chúng ta ra ngoài khiêu vũ đi. Tôi không biết nhảy. Tôi dạy con. Tôi thật sự không biết nhảy. Từ từ sẽ học được. Cứ nhảy theo nhạc được. Tốt. Cô học nhanh lắm. Là anh dạy giỏi thôi. Đúng rồi, sao anh nhảy hay quá vậy? Vậy mà hay gì? Khi tôi còn ở trong quân đội, có một cậu lưu học sinh, lúc rảnh cậu ta dạy tôi khiêu vũ. Đúng rồi, trong quân ngũ chắc là buồn chán lắm. Không có đâu, chúng tôi thường xuyên kể chuyện cười. Anh kể chuyện cười cho tôi nghe đi. Có một anh lính nọ, anh ta bị thương phải nhập viện để dưỡng thương. Ở đó vài tháng thì xuất viện. Anh nói với bác sĩ là tạm biệt bác sĩ. Vì bác sĩ nhìn anh ta cười nói: cậu còn muốn gặp lại tôi sao? Anh lính đó liền nói: vậy thì thôi vĩnh biệt bác sĩ. Vừa rồi ông mời tôi đi ăn món Ý, giờ tôi mời anh đi uống cà phê ba ly. Anh có thấy sự khác biệt không? Ông chủ Du. Chuyện gì? Anh không sao chứ? Tôi không sao. Còn nói không sao? Từ lúc dạy cho đến giờ anh không nói câu nào. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Thật ra ngày nào tôi cũng tới đây ngồi. Cô có nhìn thấy đặt chiếu phim bên kia không? Tôi có một người bạn rất thích xem ca kịch. Cô thường xuyên xuất hiện ở đây. Chỉ vì anh muốn nhìn thấy cô ấy nên ngày nào cũng ngồi ở đây phải không? Có phải tôi ngốc lắm không? Nếu như trên đời này có một người đàn ông đối với tôi tốt như vậy, cho dù ảnh từng làm sai điều gì, tôi cũng sẽ bỏ qua. Đáng tiếc là cô không phải là cô. Đúng rồi. Tiếc là tôi không phải là cổ. Lão gia, ông đã về. Cảm ơn. Ông chủ Du, anh về rồi hả? Đúng vậy. Anh mới đi ăn tối với cô Tô à? Ăn uống có vui không? Nè, cố gắng theo đuổi đi. Tôi cho anh mượn lá gan. À, hôm nay đi chơi ở đâu vậy? Bảo nói cho tôi nghe đi. Ở Tiểu Ba Ly. Tiểu Ba Ly? Được đó. Anh lại ngẩn người ra nữa. Tôi thiệt chịu anh hết nổi. Trong lòng của anh chỉ có một mình Cố Thanh Hoa thôi hả? Anh hãy nói rõ với cổ đi. Giờ cổ còn đang hận tôi, sẽ không chịu nghe tôi nói đâu. Không lẽ ngày nào anh cũng đến đó định ngồi cả đời sao? Tôi không tin là không có cách. Thiếu gia, nửa đêm canh ba anh còn tới chỗ của tôi làm gì? Phải nghĩ cách gì để tác thành trong chủ Du và Cố tiểu thơ. Chuyện này khó đi. Không khó thì tới tìm anh làm cái gì? Mau nghĩ cách đi. Cách không phải là không có. Nè, chỉ cần chúng ta mua chuộc được bà chị họ điêu hoa của Cố tiểu thơ, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp, chẳng lẽ không thành công sao hả? Tiền không mua được con người đâu. Hey, anh nói là dùng tiền, chúng ta dùng người. Chúng ta tìm một chàng trai chịu theo đuổi cô ta, sau đó cô ta sẽ hoàn toàn nghe theo chúng ta. Đúng đó. Tìm một chàng trai chịu theo đuổi cô ta, vậy là được rồi. Nhưng mà loại người điêu ngoan như cô ta, hay có chàng trai nào dám theo đuổi chứ? Trừ khi anh làm đi. Ê, tôi ra lệnh cho anh làm. Được, không được. Anh làm như vậy đi. Thiếu gia, chúng ta đánh một ván mà. Anh thì đánh. Nè, nhưng mà chúng ta đánh đầu phòng đi. Lý đầu phòng để quyết định số mạng ha. Được. Đoán chẳng lẽ? Tôi đoán chẳng. Tôi đoán lẽ. Được. 2, 4, 6, 8. Nè, là lẽ, tôi thắng rồi. Đúng là lẽ, hay quá. Anh thắng rồi, chúc mừng anh nha, thiếu gia, chúc mừng anh. Nè, anh đừng có giở trò cái chưa, anh dám giở trò hả? Nè, không có đâu thiếu gia, tôi không có giở trò. Anh bình tĩnh nghe tôi nói đi, hả, anh nhìn tôi đi, hả, nhìn tôi nhìn luôn cũng giống như lại của cậu, tôi xấu xí lại khó nhìn. Cậu làm sao mà thích tôi được? Đúng không, còn anh đó thì khác nha, anh thì phong độ đẹp trai, nhất định cậu sẽ thích anh. Cũng đúng. Nè, anh có cách nào để theo đuổi cậu không? Hả? Chúng ta dùng cách cổ xưa nhất đi. Tám mươi ba. Ừ. 83 ha. Đây là cái xăm thượng thượng à. Đại cô đương, cô muốn hỏi về chuyện gì á? À, về tình duyên. Tôi biết, tôi hiểu à. Lương duyên tốt trời đã định nè. Lá Sầm nói là bây giờ có người đang để ý cô đó. Này, hai câu Sầm trên quẻ này nói là ngẫu khai thiên kính hiện hồng trần, bất như tích thủ nhãn tiền nhân. Câu này có nghĩa là người trong mộng của cô đã xuất hiện rồi. Anh ta không ở đâu xa hết, mà ở trước mắt cô, chính là người ở bên cạnh cô. Người bên cạnh tôi? Trời ơi, là ai ta? Không lẽ là anh chàng bán tôm nướng? Cả người anh ta toàn là mùi tôm, làm sao mà được chứ? Không lẽ là anh chàng thợ may bên cạnh? Tuy anh ta cũng hơi giàu có, nhưng mà răng vàng khè dơ giấy, không được. Sao quẻ Sâm không nói là ai chứ? Hả? Ăn cướp! Tiểu thư, cô đừng sợ. Tôi giúp cô bắt tên trộm đó lại, cô đừng sợ ha. Nè, mày đứng lại, đừng chạy. Để tao coi mày chạy đằng nào. Nè, bây giờ tới anh đó thiếu gia. Để chạy tránh đi. Thằng khốn này còn không mau cút. Coi chừng tao tóm được mày là tao lột da mày đó. Đồ chó chết. Sao rồi? Nè, tôi lấy lại dùm cái túi cho cô rồi. Tên trộm đâu?
Nó chạy mất rồi. Anh thiệt là vô dụng. Có phải đàn ông không vậy? Có tên trộm không bắt không được. Giúp cô lấy lại được túi tiền, không một tiếng cảm ơn còn chửi tôi. Anh đừng có thần kinh. Coi thử trong này còn tiền không. Bị người ta cướp tiền mà còn mạnh miệng quá. Tôi mong là ngày mai anh không bị cướp tiền đó. Không cần đợi ngày mai đâu. Đại ca, không được động đậy. Đại ca, tôi không có tiền đâu. Đại ca, bỏ ra, nhanh lên. Không có, con gái này có nè. Đâu rồi? Dây chuyền vàng, nhanh lên. Không có, con không có mà. Đừng lấy giùm cho. Không có hả? Cứu tôi với. Cảnh sát tới kìa. Ai, ai, ai. Ây da. Anh sao rồi? Anh có bị đánh không? Ây da, đau quá. Chân đánh nát tim của tôi rồi. Sao rồi? Nè, sao rồi? Đau lắm đó. Ráng chịu một chút. Không sao đâu. Cảm ơn cô, cảm ơn. Thật ra là lỗi của tôi. Anh vì tôi nên mới bị đánh như vậy. Tôi cảm ơn anh mới đúng. Phòng khách này trang trí rất là tao nhã. Tất cả là do Thanh Hoa nghĩ ra đó. Ê, đúng rồi. Đang đợi Cố Tiểu Thơ trở về thấy tôi ở đây. Không biết cổ có bực mình hay không. Không đâu, cổ là người thấu tình đạt lý mà. Nhưng mà cổ đối với ông chủ Du không có tình nghĩa lắm. Còn nói nữa, tất cả là do ông chủ Du thất hẹn làm nó đến. Ý, ông chủ Du đâu có thất hẹn. Là cha của cổ cho người ngăn cản ảnh. Còn đánh anh ta xém chết rồi quan sát lên tàu để tàu mang xác đi xa. Sau đó anh còn được nửa mạng tìm về lại thì không tìm được em họ cô. Là thật sao? Cô tin tôi đi. Ông chủ Du thật lòng yêu em họ của cô. Bây giờ ngày nào anh cũng tới Tiểu Ba Ly để uống cà phê. Mong là được nhìn thấy em của cô. Mong được gặp cổ. Không ngờ ông chủ Du lại là một người lụy việc tình như vậy. Tôi cũng thấy buồn cho ảnh. Hay là như vậy, cô giúp ảnh khuyên nhủ em của cô. Tôi làm sao mà khuyên được. Nó tùy hứng lắm. Đừng nghĩ mà. Cô cố giúp thử coi hả? Được rồi, để tôi làm thử. Chà, thiếu gia thật là lợi hại. Không ngờ anh mới xuất chiêu để lấy lòng được bà cô đó rồi. Thì không đơn giản nha. Còn nói nữa, tôi mà nói tay là cổ không dám nói đông. Bây giờ cô ta giống như con cừu non. Ông chủ Du, bây giờ anh có chuyện gì cứ việc dặn dò cho cổ làm. Bây giờ có thể làm gì chứ? Anh đừng có tiêu cực như vậy. Như vậy đi, anh viết một lá thư giải thích hết mọi chuyện cho cô Cố Tiểu Thơ. Còn cô hỉ, cô sẽ giúp anh chuyển thư. Vô ích thôi. Anh chưa làm sao biết không được chứ. Cậu đừng lo nhiều chuyện quá. Chuyện quan trọng trước mắt là chuyện chọn lại Hoa Đổng. Henry à, cậu điều tra cuộc kết nghiêu đã lấy cái gì để mua chuộc lãnh sự Pháp chưa? Đã điều tra được rồi. Ông ta tặng căn biệt thự số 88 ở đường Hà Phi châu Pia. Chà, tặng hết luôn căn biệt thự đó cho người Pháp sao? Chà, đúng là hào phóng nha. Mua chuộc lòng người. Mẹ vợ của ông đã tới Thượng Hải rồi. Tôi chưa làm tiệc tẩy trần cho bà ấy. Khi nào có thể nể mặt tới Tiên Lạc Đô một chuyến hay không? Ơi, nhớ tới bà ấy là tôi nhức đầu rồi. Bà ấy nói ở đường Hà Phi thì xa quá, muốn thăm con gái và cháu ngoại cũng rất bất tiện. Ý, đường Tịnh An Thời đến sở làm của ngài cũng gần. Ở đường Tịnh An Thời tôi có một biệt thự xin tặng để mẹ ông ở, để cho hai bên tiện thể chăm sóc lẫn nhau. Vậy sao được chứ? Không cần khách sáo. Vậy thì cảm ơn trước nha. Mẹ vợ của ông lúc nào cũng có thể dọn tới ở. Ngày mai sẽ tổ chức tiệc tẩy trần cho mẹ vợ của ông. Được rồi. Nghe nói Tiên Lạc Đô có món chè tên là tổ yến chân nước dừa, nghe nói rất nổi tiếng, có phải vậy không? Đúng vậy. Tôi sẽ kêu đầu bếp chuẩn bị cho ông. Được. Ngài Pierre, cuộc bầu chọn lần này ngài đã nhắm được người nào chưa vậy? Yên tâm đi ông chủ Du, tôi sẽ không làm cho ông thất vọng đâu. Tôi phải đi họp rồi, tôi đi trước nha. Được. Mời. Cảm ơn ông. Vậy tôi không tiễn nha. Tạm biệt. Ok, quyết định vậy đi. Tạm biệt. Henry à, tôi muốn cậu giúp tôi làm một chuyện. Được rồi. Mình đã nói anh nói vậy chứ không phải vậy mà. Sao rồi, vết thương của anh bớt chưa? Cảm ơn, đỡ nhiều rồi. Phải rồi, tôi có thứ này tặng cho cô. Hoa này đẹp quá. Cảm ơn. Tôi cũng định tặng cho cô một bó lớn, nhưng tôi sợ cô không thích bó to thôi. Một hoa cũng đủ rồi, có thành ý là được rồi. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi nhận hoa của một người đàn ông tặng. Thật không?
Đây cũng là lần đầu tiên tôi tặng hoa cho phụ nữ. Vậy sao? Có lá thư làm phiền cô. Đúng rồi, Thanh Hoa cũng sắp về, tôi sẽ đưa cho cổ. Nè nè, vậy khi nào chúng ta gặp nhau? Chiều mai gặp nhau ở đầu cầu. Nè, quyết định vậy đi, không gặp không về. Được rồi. Ý, chị họ. Ê, đồ của em tùm lum hết, chị xếp lại cho em. Nè, nè, em không thèm coi đã xé rồi, em biết ai viết không? Nét chữ này không cần nhìn cũng nhận ra. Sau này chị đừng làm những chuyện dư thừa này nữa. Tuần này cả nhà ông Pierre sẽ tới Tiên Lạc Đô ăn cơm. Bởi vì bữa cơm tối này có ý nghĩa quan trọng, tôi muốn mọi người chuẩn bị cho thật tốt. Còn nữa, ông Pierre đặc biệt thích món yến chân nước dừa. Cô dặn dò đầu bếp chú ý tỉ mỉ một chút. Cô Bảy à, tuần trước cô nói tổ yến đã dùng hết rồi, cô đã mua bổ sung chưa? Đã đặt hàng rồi, nhưng bây giờ nhân công đường sắt đang bãi công, tôi nghĩ sẽ giao hàng trễ một chút. Chuyện này cũng không sao, tôi có một người bạn làm đại lý, ảnh có rất nhiều hàng, chúng ta có thể lấy của ảnh. Nè, hàng của anh có tốt không? Nếu ông Bia ăn xong rồi chúng ta nói cho ổng ăn hàng thứ cấp, ổng sẽ không bỏ phí cho chú Hải coi như tiêu đó. Được rồi Thiết Hữu à. Cô Bảy, bữa cơm tối này trông cậy vào cô hết. Ông yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm tốt. Cô Bảy, tụi Yến đã mang tới rồi. Anh Khui ra giùm tôi. Dạ được. Cô Bảy. Anh Đông. Cô có biết tôi đi đâu không? Anh đi đâu? Tôi đã mua được vé xem phim ở mảng đường xuân. Tôi xếp hàng cả ngày trời, cuối cùng cũng mua được 2 vé. Tối nay 8 giờ bắt đầu chiếu, cô mau về thay quần áo đi. Không được đâu, tối nay tôi bận rồi. Sợ gì chứ, những chuyện này để từ từ làm, cô có thể về được mà. Không phải, thứ bảy này ông chủ Du sẽ mời lãnh sự Pháp dùng cơm. Tối nay tôi nhất định phải chuẩn bị tốt mọi thứ, nếu không thì đầu bếp tới chuẩn bị không kịp. Lại là tên Du Trấn Hải nữa. Anh Đông à, bây giờ làm việc không giống như trước nữa. Hay vậy đi, anh tìm người khác đi xem cùng anh. Được, tôi không cản trở cô. Thì không quen để phụ nữ chỉ đạo. Tôi không hiểu sao chú Hải lại tin tưởng cô ta như vậy. Phụ nữ muốn đeo bám cũng dễ thôi mà. Nè anh Hữu, em khuyên anh cẩn thận một chút nha. Anh coi chừng không cẩn thận mắc buông người đàn bà đó, đến lúc đó anh sẽ nhận đủ đó. Không có đâu. Người đàn bà này không nên để cô ta ở Tiên Lạc Đô. Vậy phải làm sao đây? Chẳng phải hôm nay cô ta dập tổ yến sao? Chúng ta sẽ làm gì đó với lô tổ yến này. Đến lúc đó ông chủ Du không đuổi cổ thì có cô tự rút lui thôi. Kế sách hay lắm, còn đợi gì nữa, đi thôi. Anh Hữu.
Cô Bảy à. Ông chủ Du. Bữa tiệc cho ông Bia đã chuẩn bị xong chưa? Sắp xong rồi, ông yên tâm đi. Ừ. Không xong rồi. Cô Tô à, đầu bếp Bành nói tổ yến bị móc hết rồi. Cô mau tới coi đi. Sao lại như vậy? Tối nay làm sao mà dùng đây? Bếp trưởng chưa đi là sao? Tổ yến bị móc hết trơn rồi. Trời, đúng rồi. Nhưng hai hôm trước khi mang tới đều còn tốt mà. Đúng vậy. Mới hai ngày đã lên móc, rõ ràng là hàng thứ cấp rồi. Ờ không đâu, chú ý không lừa tôi đâu. Chuyện này chỉ có cô là rõ nhất. Nè, cô thường nhập loại hàng này, một năm chắc kiếm không ít hả? Nè, anh đừng vu oan như người tốt nha. Cái gì vu oan người tốt? Bây giờ mọi việc đã bày ra trước mắt rồi. Mới hai ngày mà thùng yến đã hư rồi. Rõ ràng là hàng thứ cấp có đúng không? Không đúng, anh bỏ cái gì vào đó nên nó mới hư thôi. Mà nói cái gì? Tối hôm qua chính mắt tôi nhìn thấy hai người tới chỗ thùng tổ yến có đúng không? Sao lúc đó anh không chỉ chứng tôi? Im miệng đi. Vậy lo chuẩn bị tốt cho bữa tiệc rồi tính tiếp. Đúng đó cô Bảy à. Tổ yến đã bị hư hết rồi. Vậy tối nay món chè phải làm sao đây? Đầu bếp anh, chúng ta còn cao tuyết cáp không? Có, trong nhà bếp vẫn còn. Làm sạch hết cho tôi. Ông chủ Du, tôi thấy hay vậy đi. Chúng ta dùng cao tuyết cáp thay thế cho tổ yến. Được, mọi người ra ngoài làm việc đi. Tôi đi làm sạch cao tuyết cáp. Ừ. Các vị, heo sữa ở chỗ chúng tôi cũng rất nổi tiếng. Mời dùng thử. Món này gọi là yến chân nước cốt dừa. Món này đầu bếp chúng tôi đặc biệt làm cho phu nhân chuẩn bị rất kỳ công. Phu nhân xin mời thưởng thức. Đúng là rất ngon. Ông chủ Du à, rất cảm ơn ông đã thật tình chiêu đãi. Bữa ăn tối này quả thật rất xuất sắc đó. Cảm ơn ông đã để mặt. Từ từ dùng, từ từ dùng. Mùi vị tuyệt chứ. Đến khi nào con mới chịu làm người cho đàng hoàng đây? Con có biết lá phiếu của lãnh sự quán Pháp rất quan trọng với chúng ta hay không? Nếu Phụng Kính Nghiêu được chức hòa đổng, tiên lần đâu chúng ta phải hai tay dâng cho người ta. Đến lúc đó, tâm huyết của sư phụ coi như không còn nữa, và thù của cha con cũng không trả được. Lần nào nói con cũng cứ như vậy. Thật ra con có biết mình sai không? Sau này có thay đổi không? Con cho chú biết đi. Vào đi. Ông chủ Du, tôi tới là xin ông từ chức.无论是夜深还是烈日里，常独自念你，思想你，知道疲累，无论某日出，还是某月色，连梦里都借上得你，亦允许，陪你不起，梦里不清醒，你那么安定。